8 quốc gia lười đẻ nhất thế giới, cho tiền cũng không thèm đẻ. Các bạn có biết lý do đằng sau quyết định không sinh con của vợ chồng Khởi My và Kevin Khánh không? Hay cặp vợ chồng nổi tiếng quyết không sinh con để chăm lo cho hơn 300 chú chó, mèo? Có thể nói, quyết định sinh con hay là không là quyết định của mỗi cá nhân. Thế nhưng, không sinh con đến mức đại trà, chiếm đa số phần đông thì lại là chuyện khác. Một số quốc gia trên thế giới, rất nhiều các cặp vợ chồng hoặc những cô cậu độc thân không hề mặn mà với chuyện con cái, bất chấp chuyện chính phủ cho thêm tiền nhưng vẫn lười sinh đẻ. Họ chỉ đơn giản là lười, không muốn sinh hay còn lý do nào khác. Ngay bây giờ hãy cùng đến với những quốc gia đình đám nổi tiếng lười đẻ nhất thế giới nhé! Trung Quốc. Nổi tiếng với cái tên đất nước tỷ dân, nghe thôi cũng đã đủ biết dân số Trung Quốc đông cỡ nào. Chỉ cần dạo một vòng thế này, từ hội chợ, sân bay, bãi gửi xe, trung tâm thương mại thì đâu đâu cũng có thể thấy quân số nước này đông như kiến. Và thật khó tin khi Trung Quốc nằm trong danh sách ngày hôm nay, thậm chí là đứng hàng top nguy cơ khiến cho chính phủ phải xóa bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ thành việc khuyến khích phụ nữ sinh thêm con thứ ba. Giới trẻ Trung Quốc giờ đây chẳng muốn sinh con, 2/3 số người được hỏi đều thờ ơ với việc sinh con, hay thậm chí nhiều người còn thề độc, quyết không sinh con dù bất kỳ lý do gì. Theo một thống kê đầy đủ thì số ca sinh năm 2023 ở Trung Quốc là hơn 9 triệu và con số này không may chỉ bằng một nửa so với năm 2016. Và đỉnh điểm của chuyện lười đẻ, chỉ cuối năm ngoái thôi, một trào lưu với hashtag là thế hệ cuối cùng vô cùng hot hit trên các trang mạng xã hội để dành cho những người trẻ nói không muốn sinh con, tức là họ tự nhận mình chính là thế hệ cuối cùng. Nghe thật đáng báo động, thế nhưng nguyên nhân là gì? Phổ biến nhất được cho là bởi do chi phí nuôi con tại xứ tỷ dân này vô cùng đắt đỏ. Ngay cả với những người có thu nhập cao, họ vẫn cảm thấy rất áp lực khi phải bỏ ra số tiền rất lớn để đảm bảo con cái có cuộc sống tạm coi là đầy đủ. Theo một báo cáo vào đầu năm 2024, thì chi phí nuôi dạy một người con ở Trung Quốc cho đến năm 18 tuổi là 538.000 tệ, tương đương khoảng 78.000 đô la, gấp 6,3 lần GDP bình quân đầu người. Và được cho là cao hơn nhiều so với các cường quốc giàu có thâm niên như Mỹ, Nhật Bản hay Úc. Và đấy chỉ là mức trung bình, còn chưa tính đến những khu đô thị đắt đỏ, con số có thể lên tới 667.000 tệ, tương đương khoảng 92.700 USD. Nói về thời điểm thì thực trạng chán sinh lười đẻ ở quốc gia này khởi phát đỉnh điểm được cho là từ thời điểm phát dịch Covid. Cũng từ đây mà nhiều người lo lắng về chuyện sinh tử. Nhiều người dần có cái nhìn tiêu cực về tương lai và càng có xu hướng từ bỏ ý định làm cha mẹ. Thậm chí có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng các cặp đôi trẻ giờ đây vẫn chắc nịch, thề không sinh con. Nhiều người còn có quan điểm không muốn xáo trộn cuộc sống thoải mái hiện tại, chỉ muốn tự do thỏa thích, từ đi du lịch, ngủ nướng mà chẳng phải mất ăn mất ngủ vì con cái. Các bạn thấy quan điểm này như thế nào nhỉ? Đồng ý hoặc có quan điểm cá nhân thì đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Tuy nhiên thì đất nước tỷ dân vẫn chưa nhằm nhò và đáng báo động bằng quốc gia này. Một nơi mà được tiên tri có thể biến mất trong 100 năm tới nếu người dân không mặn mà gì với chuyện sinh con. Hàn Quốc. Ai cũng biết thì Hàn Quốc là một đất nước giàu có, hiện đại, sự nghiệp giải trí đình đám. Thế nhưng nhìn vào sự hào nhoáng này, ít ai có thể biết được rằng Hàn Quốc là cái tên top 1 đáng báo động nhất thế giới vì người dân lười đẻ. Theo thống kê vào tháng 2 năm nay thì tỷ lệ sinh trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc vào năm 2023 là 0,72, tức là còn chưa tới một con, bất chấp hàng trăm tỷ đô la được nước này chi ra để nhằm lật ngược tình thế. Để dễ hình dung thì các bạn hãy nhìn vào biểu đồ này. Có thể thấy, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc liên tục giảm trong những năm gần đây. Và để nói về lý do thì tương tự như Trung Quốc, chi phí nuôi dạy con ở Hàn Quốc cũng rất cao, cùng với đó là sự tăng nhanh của giá bất động sản. Chưa kể là các bà mẹ lại cảm thấy vô cùng gánh nặng khi vừa phải đi làm vừa chăm sóc con cái. Tình hình càng căng thẳng khi trong 16 năm qua, là từ năm 2007, chính phủ Hàn thậm chí đã chi ra hơn 200 tỷ đô la với mục đích tăng dân số hay sự hỗ trợ của các công ty lớn. Có công ty thậm chí còn thưởng nóng 100 triệu won, tương đương với khoảng hơn 1 tỷ 8 cho nhân viên mang thai, 30 triệu won nữa cho đứa con thứ hai và thêm 40 triệu won cho đứa con thứ ba. Vâng, sinh con có thưởng, thế nhưng nhiều người vẫn không hề mặn mà. Các bệnh viện nhi cũng từ đó mà liên tục đóng cửa. Các bác sĩ thì chán nản rời ngành vì cảm thấy nghề không còn tương lai. Và với thực trạng lười sinh đẻ như hiện tại ở Hàn Quốc, các chuyên gia dự đoán trong 50 năm tới, số người trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc sẽ giảm đi một nửa. Số người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ giảm 58% và gần một nửa dân số sẽ trên 65 tuổi. Và nghiêm trọng hơn, các giáo sư còn hoang mang rằng Hàn Quốc có thể sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới biến mất.
Dĩ nhiên, sự mất tích không thể một sớm một chiều, có thể phải mất cả trăm năm nữa. Nhưng đây quả thực là vấn đề nhức nhối mà quốc gia châu Á này cần phải giải quyết ngay bây giờ. Vâng, và ngoài Hàn Quốc thì một quốc gia khác giàu có văn minh nổi tiếng, thế nhưng cũng không may mắn lọt vào top quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng. Hãy cùng tìm hiểu ngay để xem đó là quốc gia nào nhé. Nhật Bản. Thật khó tin khi nói rằng Nhật Bản nằm trong top những quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng vì người dân lười sinh đẻ. Thế nhưng đây hoàn toàn là sự thật, bởi tỷ lệ sinh tại Nhật Bản đang giảm với tốc độ đáng báo động, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước đó, khiến chính phủ lo ngại rằng đây là nguyên nhân làm xói mòn sức mạnh quốc gia. Nếu như Nhật Bản từng được ca tụng là quốc gia với tuổi thọ người dân cao nhất nhì thế giới, khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ về tinh thần và việc chăm sóc sức khỏe của người Nhật. Tuy nhiên giờ đây, đó hẳn không phải là điều đáng tự hào nữa nếu đem ra so sánh với tỷ lệ sinh. Thật đáng buồn khi hai tỷ lệ đối nghịch nhau một cách sâu sắc. Người trẻ Nhật Bản giờ đây cảm thấy áp lực về mọi thứ. Họ không muốn phải gánh vác thêm trách nhiệm sinh đẻ, nuôi dưỡng và giáo dục con cái khi bản thân còn chưa thể lo cho mình. Thậm chí nhiều người còn lựa chọn việc sống độc thân như vậy cả đời, vì họ cho rằng việc một đứa trẻ khóc lóc và đơn giản là việc chúng chơi đùa bên ngoài đôi khi cũng bị cho là phiền toái. Vâng, nếu như đại dịch Covid trước đó khiến cho cả thế giới sợ hãi, thì giờ đây một đại dịch mới với tên gọi đại dịch cô đơn lại đang khiến chính phủ Nhật đau đầu khi người trẻ chẳng còn mặn mà với hôn nhân và con cái. Và hiện tại thì Nhật Bản đã từng bước thực hiện những biện pháp để cải thiện tình hình như mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, thậm chí tăng lương cho lao động trẻ, hay hỗ trợ các công ty đưa ra chính sách thưởng với nhân sự mang thai. Còn kết quả ra sao thì có lẽ chúng ta phải chờ thêm thời gian nữa. Và dù không đáng báo động bằng Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng quốc gia ngay sau đây cũng nằm trong top những quốc gia lười đẻ nhất thế giới. Đài Loan. Nếu đặt vào bối cảnh hiện tại, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản mới là ba quốc gia châu Á lười sinh con nhất, còn Đài Loan có vẻ đỡ báo động hơn. Tuy nhiên, nếu quay về khoảng 3 đến 4 năm trước, Đài Loan luôn nhẵn mặt trên các tờ báo nổi tiếng khi là nơi phụ nữ sinh ít con nhất thế giới. Theo các chuyên gia, việc bình đẳng giới đã đạt được những bước tiến lớn tại Đài Loan. Và như vậy, phụ nữ sẽ khó lòng từ bỏ sự độc lập tài chính để đổi lấy những tháng ngày chăm bẵm con cái tại nhà. Đặc biệt vào thời buổi giá nhà đất càng tăng cao, tiền lương bị đóng băng, vật giá thì tăng liên tục, nhiều người dần cảm thấy khó thở trong cuộc sống. Quay về thời điểm cách đây khoảng 10 năm, tỷ lệ sinh của Đài Loan được cho là tồi tệ nhất thế giới, lập kỷ lục về tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Nhiều cặp vợ chồng dần không muốn có con hoặc cùng lắm chỉ sinh một con. Và bất chấp việc chính phủ tiếp tục cung cấp nhiều loại trợ cấp thai sản và giáo dục, bao gồm cả chương trình 0 đến 6 tuổi, cả nước cùng nhau nuôi dạy, nhưng tất cả đều gần như là vô vị. Những cửa tiệm đồ dùng, quần áo cho trẻ đều buôn bán ế ẩm, vắng còn hơn chùa Bà Đanh, khiến các chủ tiệm chán nản vì nguy cơ phá sản. Và cho đến nay, hầu hết người dân Đài Loan vẫn nghĩ rằng nếu không thể tự chăm sóc bản thân cho tốt, thì làm sao có thể cho các con một cuộc đời tốt đẹp, sống như vậy là không sống còn hơn. Các bạn cảm thấy sao về quan điểm này của đa số người Đài nhỉ? Hãy để lại suy nghĩ quan điểm của mình xuống dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé! Singapore. Một cái tên khác cũng đáng báo động trong danh sách ngày hôm nay. Quốc gia lười sinh con nhất thế giới gọi tên Singapore. Dù không chạm đáy bằng Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng cũng phải đến mức nguy cấp khi tỷ lệ sinh thấp, chỉ một trẻ trên một người phụ nữ vào năm 2023. Tuy nhiên thì có một điều đặc biệt liên quan đến quan niệm tín ngưỡng của người Singapore, đó chính là mặc dù tỷ lệ sinh giảm đều đặn từ năm 1960, nhưng con số này lại nhích lên vào các năm rồng như năm 1976, 1988, 2000, 2012 hay 2024 vừa rồi. Vừa hay, chính phủ lợi dụng điều này và vận động các cặp vợ chồng sinh thêm con. Cùng với đó là hỗ trợ về mặt tài chính, chu cấp để các gia đình dễ thở hơn trong việc nuôi dạy trẻ. Thậm chí, chính phủ nước này còn tăng thời gian nghỉ thai sản nhằm giảm nhẹ áp lực tài chính cho mỗi gia đình. Ngoài ra thì họ cũng nới lỏng các quy định về chữ đông trứng hơn nhằm hỗ trợ việc sinh sản cho phụ nữ. Dù vậy cho đến nay, chỉ mới gần giữa năm 2024, chúng ta vẫn chưa thể có được thống kê cụ thể hay đánh giá nào chính xác về tỷ lệ sinh ở quốc gia này. Singapore vẫn đang phải giáo diết tiếp tục sử dụng các lao động nước ngoài để duy trì. Còn nhân lực trẻ trong nước họ, có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian khá là dài nữa. Ý. Các bạn thân mến, nếu nói đến đại dịch Covid khiến chúng ta mất mát quá nhiều người thì đó vẫn chưa phải là tất cả. Khi người mất và kéo theo đó là vô vàn hệ lụy không thể ngờ.
và Ý, một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 càng thấm thía kết cục này khi số ca tử vong đã gấp đôi số trẻ được sinh ra. Tuy nhiên thì việc tỷ lệ sinh thấp không chỉ do COVID, phụ nữ Ý không còn tha thiết sinh đẻ do có quá nhiều chính sách bất bình đẳng dành cho họ. Những phụ nữ trong độ tuổi lao động hầu như không có việc làm. Còn đối với phụ nữ đang mang thai, họ buộc phải từ bỏ công việc hiện tại để dành thời gian cho gia đình. Trong khi đó, những trung tâm chăm sóc trẻ em với mức chi phí phải chăng lại vô cùng khan hiếm. Điều này càng khiến cho cuộc sống của phụ nữ Ý trở nên vất vả hơn. Và để chống lại căng thẳng về tình hình tài chính và kinh tế, nhiều phụ nữ Ý đã lựa chọn không sinh con. Đây được xem như một kiểu phản ứng thầm lặng nhưng khiến cho chính phủ Ý phải lo sợ. Giống như Nhật, dân số Ý cũng ngày càng trở nên già hóa khiến cho chính phủ phải nhận thức được hồi chuông cảnh tỉnh và xem xét để có thêm nhiều quyền lợi cũng như những đối xử công bằng hơn đối với phụ nữ, những người có thể thực hiện được thiên chức làm mẹ. Nga và Mỹ. Đầu tiên chúng ta hãy nói về Nga. Với lịch sử là quốc gia có thâm niên với tỷ lệ sinh cực thấp trên thế giới. Thậm chí, để thúc đẩy việc sinh sản, chính phủ Nga từng ban hành quy định cho người dân được phép nghỉ một ngày, cụ thể là vào ngày 12 tháng 9 hay còn được gọi là ngày thụ thai để cho các cặp đôi vợ chồng thoải mái chuyện giường chiếu. Các công sở, công ty sẽ đóng cửa để nhân viên nghỉ ngơi. Và sau 9 tháng 10 ngày sau đó, nếu chị em nào sinh được con thì sẽ được tặng một tủ lạnh. Một phần thưởng có vẻ cũng không quá lớn so với những đãi ngộ của các quốc gia lười đẻ trên. Nhưng đây cũng từng là một chính sách độc lạ liên quan đến chiến dịch khuyến khích sinh nở ở Nga khiến thế giới phải ngã ngửa. Hay như Mỹ, một cường quốc thế giới, dân số cũng đông đúc với nhiều tiểu bang, nhưng người dân lại càng không hứng thú với việc làm mẹ. Theo một khảo sát đầu năm 2023, với hơn 3.800 người Mỹ thì có tới 44% người cho biết họ không hoặc có khả năng cao sẽ không sinh con. Đáng lo ngại là ngoài việc e dè về chi phí nuôi con thì có tới 56% trong đó cho biết họ chỉ đơn giản là không muốn có con dù kinh tế không hề khó khăn. Những người phụ nữ cảm thấy khó khăn khi phải gánh vác công việc và con cái. Rõ ràng, với chừng ấy thông tin cũng đủ thấy, không chỉ có châu Á mình mà ngay cả các nước phương Tây cũng đều đang có vấn đề. Mà vấn đề cấp bách hiện tại đó chính là lười sinh đẻ. Việt Nam. Xem đến đây thì liệu các bạn có thắc mắc? Vậy người Việt Nam chúng ta thì sao? Có ai tò mò liệu người Việt mình có lười sinh con hay không? Câu trả lời là có. Theo thống kê vào năm 2021 thì có tới 21 tỉnh ở Việt Nam lười đẻ. Đây được cho là tình trạng rất đáng báo động. Nếu mức sinh thấp kéo dài sẽ kéo theo hệ lụy là già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động và ảnh hưởng an sinh xã hội. Vậy lý do là gì? Theo các cuộc khảo sát thì việc ngại sinh chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành, địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Dù đầu tàu kinh tế, nhưng thành phố Hồ Chí Minh lại ở nhóm có mức sinh thấp nhất cả nước, chỉ 1,39 con theo thống kê năm 2021. Thậm chí có thời điểm, các cặp vợ chồng còn đua nhau triệt sản chỉ vì lười sinh con. Các bạn thân mến, có thể nói thì ở mỗi thế hệ chúng ta luôn có những nguyện vọng khác nhau và nhiều người trẻ ưu tiên phát triển sự nghiệp, dành thời gian cho bạn đời, cũng như là sở thích cá nhân hơn là việc làm cha, làm mẹ. Tất cả đều khá dễ hiểu, việc sinh con hay không, sớm hay muộn, cuối cùng vẫn là quyết định của mỗi cá nhân. Và cách mà chính phủ có thể hỗ trợ đó chính là tạo ra hạ tầng sinh nở thuận lợi nhất để người dân cảm thấy sinh con và nuôi con là niềm vui chứ không phải gánh nặng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy chủ đề video ngày hôm nay thú vị, bổ ích thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!